đã đến với trường tin học. Bạn có một cái bảng trên Excel chứa quá nhiều dòng trống như thế này, và bạn muốn xóa cái những cái dòng trống này một cách nhanh chóng thì làm cách nào? Thì hôm nay tôi sẽ đọc hướng dẫn các bạn cách để xóa những cái dòng trống này một cách nhanh chóng mà không cần phải xóa thủ công, mất thời gian. Cái thứ nhất là sử dụng tổ hợp phím Ctrl và chữ G, Ctrl G chắc chữ G ha. Rồi sau đó các bạn hiện gặp thoại Go to thế này, các bạn sẽ chọn cho mình pixel ha, special. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn phần blend. Blend này cho phép mình sẽ lựa chọn những cái ô trống trong bảng tính của mình. Rồi mình chọn OK. Đây thì ở đây thì nó sẽ lựa chọn cho mình những cái khoảng trống nè, những cái vùng trống nó sẽ lựa chọn tự động cho mình một luôn, cách nhanh chóng. Rồi các bạn chỉ cần vào cái phần delete ha, chọn delete và các bạn chọn delete row. OK, là xem như là đã xóa những cái dòng trống thành công. Đó là cái thứ nhất ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ phục hồi lại để các mình làm cái thứ hai cho các bạn xem ha. Đây, phục hồi lại. OK, cái thứ hai là các bạn sử dụng cái bảng chọn home trong cái bảng chọn home này. Các bạn chọn bằng file and select, rồi các bạn chọn row to special. Thì cách này nó cũng hiện cái này ra. Và các bạn chọn blend, rồi các bạn cũng chọn OK, thì nó cũng sẽ bôi đen những cái dòng trống cho mình. Và mình sẽ tiến hành delete nó một cách dễ dàng. Đây, delete row, để xem như mình đã xóa được cái dòng trống một cách nhanh chóng. Rồi, mình sẽ phục hồi lại ha. Ngoài ra cái lệnh special này nó còn hay ở chỗ là đây, special này nó còn hay ở chỗ là nó có thể cho phép mình tìm những cái công thức, ví dụ như cái dòng có công thức, có chứa công thức nè, formula chứa công thức, ví dụ như công thức là number hoặc là test. Đây những công thức lỗi, đây row những cái phần công thức lỗi nó không tìm được luôn ha. Ví dụ như đây mình chọn những công thức là kiểu number, mình chọn trích đây, nhà test thì ở đây ha, tùy theo cái bài của các bạn có công thức gì mình chọn OK, thì nó đang tìm ra đây, đây là những cái dòng mà mình đã chứa công thức, chứa công thức dễ dàng, chứa công thức dạng number, đây dạng số, đây thì công thức mình là dạng số nha. Đây là công thức tính thành tiền, một số lượng nhân đơn giá, đây dạng số cũng tìm cho mình luôn một cái số này. Rồi OK, cách thứ ba là các bạn sử dụng cụ lọc để các bạn xóa những cái nhầm trống này. Thay vì chúng ta sử dụng hai cái lệnh hồi nãy thì mình dùng cái công cụ lọc ở trong Excel để thực hiện ha. Rồi bây giờ mình đầu tiên mình sẽ bôi đen cái phần bảng tính mà mình muốn lọc, sau đó thì mình sẽ vào cái thẻ data. Rồi OK, mình sẽ chọn phần filter, thì lúc này nó hiện ra cái dấu để chúng ta tiến hành lọc này. Thì đây mình có thể lọc bất kỳ một cái dòng cột nào ha, có chứa dòng trống đều được. Thì có giả sử như mình chọn cái cột thành tiền này, mình để mình lọc ha, thì đây nó sẽ có cái phần lọc này, hoặc là các bạn có thể chọn cái cột thẻ bảo hành thì các bạn lọc cũng được ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái mục là blend ở đây, nó cũng có một blend ở đây. Rồi hoặc là các bạn có thể chọn cục số lượng nè, đây cũng có một blend ha, một blend ở đây. Rồi mình chọn có một blend thôi, mình tắt tắt những cái dòng còn lại ha, tắt những cái dòng số có chứa dữ liệu còn lại, mình chỉ chưa chọn cái dòng mà không có dữ liệu thôi, dòng trống là blend, mình chọn OK. Thì lúc này nó sẽ chọn cho mình những cái dòng trống thôi, những cái dòng trống thôi, tức là nó lọc qua những cái dòng trống thôi, còn những cái dòng khác có dữ liệu thì nó sẽ ẩn đi. Và mình chỉ đơn giản là mình chỉ còn delete những cái dòng trống này. Nhưng mà mình sẽ bỏ cái dòng tiêu đề này, mình không xóa nha, mình sẽ nhấn Ctrl mình kích cho nó nha. Sau mình bỏ dòng tiêu đề này ha, mình không xóa dòng tiêu đề này ha, mình chỉ xóa những dòng trống thôi, thì mình vẫn chọn delete nè. Rồi các bạn sẽ chọn delete select row giống như hồi nãy ha, là xóa dòng, còn delete select column là có xóa cột, nên mình sẽ xóa dòng ha, row. Rồi nó sẽ xóa đi những cái dòng trống cho mình. Rồi mình sẽ quay lại đây và mình sẽ vào cái công cụ quay lại data ha, vào công cụ lọc lại, mình sẽ quỷ lọc ha, quay lại bình thường. Đây thì nó không còn dòng trống nữa ha. OK, thì đó là ba cách để các bạn xóa dòng trống trên bảng tính Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu các bạn thấy video hay và vô ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Tin Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Tin Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.